Hồ Con Rùa có tên gọi chính thức là Công trường Quốc tế. Nhưng có lẽ mọi người đã quá quen với tên gọi Hồ Con Rùa nên không sửa được. Khu vực này là một hồ phun nước nhân tạo nằm giữa nơi giao nhau của ba đường Võ Văn Tần, Phạm Ngọc Thạch và Trần Cao Vân ở quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, tạo thành một vòng xuyến giao thông. Xung quanh hồ tập trung rất nhiều nhà hàng, quán bar, cà phê nên khu vực này luôn nhộn nhịp từ sáng đến khuya. Nhưng các bạn có bao giờ tự hỏi là tại sao lại gọi là Hồ Con Rùa, trong khi không hề thấy có một con rùa nào ở đó? Từ thuở mở cõi phương Nam, khi xây dựng thành Bát Quái vào năm 1790 để trấn thủ Sài Côn, tên gọi Sài Gòn thuở thế kỷ 18, chúa Nguyễn đã chọn vị trí của Hồ Con Rùa ngày nay xây dựng cổng thành Khảm Khuyết. Thành Bát Quái, tên gọi dân gian là Thành Quy, được xây theo hình bát quái đồ có 8 cổng: Càn, Khảm, Cấn, Trấn, Tốn, Ly, Khôn, Đoài. Và cổng Khảm chính là vị trí Hồ Con Rùa ngày nay. Theo các nhà phong thủy học, từ thuở hoang sơ ấy, chúa Nguyễn đã nhìn thấy địa thế chiến lược quan trọng của cổng Khảm. Từ cổng Khảm, lính canh có thể quan sát toàn bộ mạn bắc của gia định. Đến thời vua Minh Mạng, cổng thành Khảm được đổi thành tên Vọng Khuyết. Điều đó cho thấy tầm quan trọng trong phòng thủ quân sự của địa thế này. Về sau, vua Minh Mạng hạ lệnh phá hủy toàn bộ để xây một thành khác nhỏ hơn, ở phía đông bắc thành cũ gọi là thành Phụng, tức thành Gia Định. Năm 1859, khi người Pháp chiếm được Sài Gòn đã cho phá hủy toàn bộ thành Gia Định. Từ năm 1878 cho đến năm 1921, nơi đây được xây dựng một tháp nước để phục vụ nhu cầu cung cấp nước uống cho cư dân trong vùng. Sau đó nó bị phá bỏ và mở rộng đường nối dài đến đường Mai Ơ, nay là đường Võ Thị Sáu. Cũng tại vị trí này, người Pháp cho xây một tượng đài chiến sĩ trận vong. Công trình có tượng 3 binh sĩ Pháp bằng đồng với hồ nước nhỏ, để đánh dấu cuộc xâm chiếm và biểu tượng của người Pháp làm chủ Đông Dương. Do đó, người dân thường gọi nó là công trường Ba Hình, còn tên chính thức là công trường chiến sĩ trận vong. Trong những năm 1970 đến 1974, Hồ Con Rùa được chính quyền Việt Nam Cộng Hòa trùng tu và chỉnh trang. Lúc bấy giờ, để tìm bản thiết kế đẹp nhất, Nguyễn Văn Thiệu chi ngân sách tổ chức một cuộc thi thiết kế. Và bản vẽ của kiến trúc sư Nguyễn Kỳ đoạt giải nhất, được chọn xây dựng. Theo mẫu này, tượng đài chỉ có một cột cao. Trên đỉnh cột là hình hoa xuề nở, dưới chân cột là đường viền trồng cỏ. Công trình này về sau chịu thêm một lần chỉnh trang, trong đó có việc dựng thêm và điều chỉnh 5 cột bê tông cao có dạng 5 bàn tay xòe ra giống như các cánh hoa đón đỡ một nhụy hoa. Công trình mới này còn bao gồm một vòng xoay giao thông với đường kính khoảng gần 100 m, được trang trí bởi cây xanh và hồ phun nước hình bát giác lớn với 4 đường đi bộ xoắn ốc đồng hướng đến khu vực trung tâm, và có thêm hình tượng con rùa đội trên lưng bia đá lớn. Đó cũng là nguồn gốc tên gọi dân gian Hồ Con Rùa. Đến năm 1972 thì nơi đây được đổi tên thành Công trường Quốc tế. Tuy nhiên, đầu năm 1976, tấm bia và con rùa bị phá hủy trong một vụ nổ không rõ nguyên nhân. Dù con rùa không còn nhưng người dân vẫn quen cách gọi cũ bởi sự quen thuộc của nó. Theo tác giả Trần Nhật Vy trong cuốn Sài Gòn trốn trốn rong chơi, xung quanh việc xây dựng công trình Hồ Con Rùa có rất nhiều đồn đại. Trong đó lời đồn được nói đến nhiều nhất là việc nó được tạo ra để trấn yểm long mạch. Sự kiện xây Hồ Con Rùa lại gắn liền với một công trình quan trọng khác của chế độ Việt Nam Cộng Hòa, dinh Độc Lập. Ngô Đình Diệm đang xây dinh Độc Lập thì bị ám sát năm 1963. Theo thuật phong thủy, vị trí xây dựng của dinh Độc Lập nằm trên đầu của long mạch, nên nơi đây còn có tên gọi khác là phủ đầu rồng. Vị trí đuôi rồng thì nằm ở khu vực địa thế Hồ Con Rùa. Các vị cao niên kinh qua nhiều giai đoạn lịch sử thăng trầm của vùng đất này đã kể những giai thoại rằng Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu vốn là người đa nghi và tin vào phong thủy. Bởi vậy, sau khi nhậm chức Tổng thống, ông luôn trong tâm trạng bất an, lo lắng cho vị thế của mình. Rút kinh nghiệm từ kết quả thảm khốc của Ngô Đình Diệm, khi ông nghe tin có thầy địa lý cao tay ở Hồng Kông, Nguyễn Văn Thiệu đã cho mời thầy phong thủy về nghiên cứu kỹ lại long mạch để trấn yểm dinh Độc Lập. Sau vài ngày nghiên cứu, thầy địa lý nói, long mạch này có thế của một con rồng đang nằm ngủ. Dinh Độc Lập được xây trên long mạch. Con rồng này có đầu nằm ngay dinh Độc Lập. Đuôi rồng nằm cách đó gần 1 km, rơi vào vị trí công trường chiến sĩ. Tuy phát hưng vượng nhưng mỗi khi rồng thức dậy, sẽ quẫy đuôi, vùng vẫy nên sự nghiệp không bền và những gì xây dựng trên long mạch này sẽ sụp đổ. Cần phải cúng yểm bùa để trấn đuôi rồng lại thì sự nghiệp của Tổng thống mới mong bền vững. Nghe theo lời của vị thầy này, vợ chồng ông Nguyễn Văn Thiệu đã cho xây dựng một hồ nước có hình bát giác, phỏng theo bát quái trận đồ, một biểu tượng phong thủy thường dùng để trấn yểm của người xưa, và cho đặt một con rùa lớn đúc bằng đồng ngay chính giữa hồ, với hy vọng con rùa nặng nề là một trong tứ linh long, lân, quy, cũng có khả năng trấn giữ đuôi rồng, không cho rồng vùng vẫy khi thức dậy. Hồ có 4 đường đi bộ xoắn ốc đều hướng đến khu vực trung tâm là đài tưởng niệm, có 5 cột trụ tụ lại thành hình cái tháp, khu trung tâm là hình tượng con rùa đội bia đá. Ngoài ra, cột cao với hình tượng 5 bàn tay xòe ra được xem như một thanh gươm, hoặc một chiếc đinh lớn đóng xuống giữa hồ để ghim đuôi rồng lại. Và khuôn viên hồ nước có hình bát quái, bên giữa có hình âm dương. Dù trấn yểm kỹ càng như vậy nhưng năm 1975, Việt Nam Cộng Hòa vẫn sụp đổ. Năm 1978, một nhóm người đã đặt bom phá hủy con rùa với ý đồ phá hoại long mạch. Họ bị bắt giữ, nhưng con rùa cũng đã bị phá hủy. Trong dòng chảy lịch sử thăng trầm, có biết bao điều huyền bí xoay quanh công trình nổi tiếng này. Có người nghĩ đó là sự thiêng liêng của nơi này, có người cho đó chỉ là thần thoại được thêu dệt nên, cũng có người lại không mấy để ý, không biết thật giả ra sao. Nhưng dù thế nào, những giai thoại này cũng cho chúng ta thấy rằng, Hồ Con Rùa như một chứng tích lịch sử, vẫn luôn ở đó dù cho Sài Gòn có ngày một phát triển và thay đổi ra sao.